Chào bạn, trong bài học này thì tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn môi trường lắp ráp. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn thực hành lắp ráp chưa? Trong số kết quả 2016 thì ở bài này thì là bài tập tổng hợp, thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn chưa? Rồi thì cái bài tập hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn thì nó là lắp cái chi tiết này ha, lắp một cái chi tiết vai chưa? Lắp chi tiết này. Thì đối với chi tiết này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn từ việc thiết kế. Đây là bài tập tổng hợp, vì vậy tôi sẽ hướng dẫn các bạn từ việc mình thiết kế chi tiết và mình lắp lại thành một cái mô hình ha. Và ở đây thì đương nhiên mình sẽ chia ra làm nhiều cái cụm nhỏ mình lắp lại. Rồi đầu tiên đó về phần thiết kế chi tiết ha, thì các bạn vào new, các bạn chọn bạc ha. Rồi thì đối với bài này thì các bạn vẽ nó hệ in, vì vậy các bạn thiết lập ở trong đây hệ in luôn ha. Các bạn chọn edit document unit cái chỗ dưới đây nha. Xong phần unit mình chọn hệ in này. Rồi ở đây thì xem các bạn chọn lên theo một cái hệ đó là gì, các bạn tăng số lên ha. Ví dụ ở đây mình tăng làm cái số thập phân mà sao mình tăng lên, hiểu chưa? Ví dụ ở đây mình có 4 số, mình tăng lên cỡ này 5 số, cỡ gần 4 số là được ha. Ví dụ ở đây mình có 4 số thôi, 1 2 3 4 là được rồi. Rồi này thì để các bạn toàn thì các bạn cứ chọn luôn 1 2 3 4 5 gì đó ha, tăng cái hệ số thập phân đó lên. Giờ xong các bạn ok nhớ, các bạn chọn hệ in ha và tăng cái hệ số thập phân này sang này lên, các bạn ok. Rồi sau đó các bạn vào mặt top lane, các bạn cái chuột phải vào top lane ha, các bạn chọn sketch, vẽ sketch ở mặt top lane ha. Thì cái biên dạng sketch mình sẽ vẽ theo cái này ha. Rồi đầu tiên các bạn dùng center line ha, center line các bạn vẽ một cái đường center line như thế này. Thì ở đây các bạn chọn midpoint line, tiếp chọn midpoint line thôi. Đây vẽ lên. Rồi vẽ một đường thẳng đứng ha. Sau đó các bạn dùng lệnh line bình thường các bạn vẽ dưới chân này nè. Nhưng mà với thì chọn line theo kiểu midpoint line luôn ha. Thì vẽ xuất phát từ tâm vẽ ra. Đây. Rồi, các bạn lên kích thước cho cái đường center line này là 10.5 ha. Dạ, kích thước đường center line là 10.5. Còn cái kích thước ở đường line dưới đây là 2.75 ha. Rồi. Đây các bạn nhìn các bạn rối quá, các bạn kích vô đây nè. Ha, bạn kích chọn vào cái đối tượng cái đường đó. Bạn xóa này ra, bạn chọn lại thôi, ví dụ 10.5 mình chỉ có hai số, mình chọn lại hai số, một số thôi ha. 0.1 là 10.5 này, kích ok. Tương tự đó với đường đây cũng vậy ha. Giờ đây thì chọn lại chỗ này là theo cái hệ số thập phân đó, bạn chọn nhỏ lại, ví dụ 2.75 á, mình chọn nhỏ lại ha, kích vô cái đường kích thước đây nè. Rồi, 2.75 là có hai số đúng không? Rồi. Kích ok. Bạn vẽ được hai cái kiểu này ha, hai cái kiểu này. Rồi sau khi vẽ xong này thì các bạn tiếp tục vẽ này cho mình ha. Mình sẽ vẽ thêm hai cái đường line này nữa. Ở đây có một cái đoạn line lên này, đi qua chỗ cái đoạn line lên. Thì ở đây mình sẽ lên cái thức từ từ các bạn vẽ ha. Ví dụ đoạn này là 3, enter. Đoạn này ha, cái đoạn này các bạn nhập cái thước là 0.5625 ha. Rồi ở đây nó có một cái đoạn nhỏ ở đây nữa, bạn thấy không nè, đây cái thước chỗ này 0.6625 ha. Rồi thước chỗ này là 3 nha. Rồi còn cái đoạn này lên thì các bạn lên cái thước chỗ đoạn này là 1.25 cho mình ha. Cái thước đoạn này là 1.25. rồi ở đây các bạn lên được một số kích thước như vậy ha. Rồi tiếp theo sau các bạn vẽ tiếp những cái đường line ha. Tiếp theo các bạn dùng line vẽ một cái line ngang qua đây. Lên kích thước chỗ này là 0.25 ha. Enter. Giờ được hai cái điểm đây ha. Đây mình dọn cái thước qua mé ha. Rồi. Giờ 0.25. Ở đây các bạn dùng lệnh bond đây nè, bond, đánh một cái bond vào đây ha. Sau đó bạn lên cái thước bond như sau, có gì từ điểm này tới cái điểm này là phương ngang của nó là 1.3125 ha. 1.3125. Còn phương chiều cao đứng này là 1.625 ha. Ở đây các bạn có thể chỉnh lại này. Đây, ba số thôi. Còn cái đường này là
bốn số này. Đây các bạn tạo cái bo anh đây, được chưa? Rồi tổng quan cho các bạn coi lại ha. Rồi tiếp theo thì ở trên đây các bạn tương tự dùng điểm bon, bạn đánh một cái bon trên đây nữa ha, đánh bon trên đây nữa, mình lên cái thước bon chỗ này ha, từ điểm bon này tới điểm bon này ha, nhập cái thước vô là 1.375 ha, enter. Rồi từ điểm bon này tới cái điểm bon này, cái đây mình lên cái thước chỗ này ha, còn cái thước từ đây qua đây cũng là 1.625 ha. Rồi ở đây mình sẽ sử dụng lệnh nạc ra, center nạc ra ha. Rồi cái center vào đây đi, kích nạp cái vào đây ha, điểm bắt đầu này, bạn chọn điểm kết thúc ở đây. Giờ hoặc các bạn dùng mà thì chọn ba bon bạn vẽ cũng được, coi mình ràng buộc cái điểm này này, control với điểm này, giờ hai điểm này phải mẹt bon, giờ điểm này trùng vào, các bạn lên kích thước bán kính chỗ này cho mình ha, là 1.3425, giờ đây rồi 1.3425. Rồi tương tự ở đây các bạn có thể dùng thì chọn là ba bon bạn vẽ cho nó dễ này, thì điểm thứ nhất này, à điểm thứ hai, ở điểm thứ ba mình điều chỉnh ha, ví dụ đây. Rồi tôi lên cái thước bán kính chỗ này 2.2603 ha, được chưa? Rồi các bạn vẽ theo ha. Rồi sau khi vẽ xong cái này thì các bạn tiếp tục đánh một cái bon trên đây nữa ha, các bạn thu nhỏ hình lại, các bạn đánh cái bon trong đây, rồi lên cái thước bon này khoảng cách từ đây qua đây là, đoạn này là 1 ha, khoảng cách từ cái điểm bon qua đây, điểm bon này xuống điểm bon này là, các bạn nhập là 1.25 ha, 1.25 bạn enter. Rồi tương tự như vậy mình vẽ một cái đường lệnh arc ha, mình vẽ arc, arc đây, kích điểm thứ nhất ở đây, kích điểm thứ hai ở đây, các bạn dùng qua đây ha. Rồi lên cái thước bán kính chỗ này là R.1.7037 ha. Rồi tương tự các bạn vẽ một cái line dựng đứng lên ha, vẽ cái đây cái line lên này, vẽ cái line lên, kích thước cái line chiều cao này là, các bạn vẽ thêm chiều cao đây là 1.2422 ha, bạn tích enter, được chưa? Rồi ở đây mình chỉnh về ha cho các bạn dễ nhìn này. Rồi thì các bạn vẽ những cái hình này vô ha, kích thước này vô. Đây. Rồi thế các bạn vẽ xong cái này thì các bạn dùng lệnh mirror, bạn mirror đối tượng này qua này, mình kích chọn nè, các bạn control á. Rồi bạn dùng lệnh mirror, kích vào mirror bao, chọn copy ha, kích xuống mirror bao này, kích vào đường giữa này, tích ok. À các bạn mirror đối xứng này qua, đây mình sẽ tắt bớt cái ràng buộc cho các bạn dễ nhìn ha, tắt bớt ràng buộc đi nha. Đây cái thước tổng bạn coi ha. Rồi rồi sau khi các bạn mirror qua xong thì các bạn dùng lệnh hạt ba bon đây, kích điểm thứ nhất ở đây ha, kích điểm thứ hai ở bên đây và cái điểm thứ ba là cái điểm bên đây, bạn kích tại đây trước ha, select xong các bạn kích vào đây nè, à nó có điểm chính giữa, kích vào ngay điểm chính giữa đây, control với điểm cuối của cái đường center line á, mình chọn chế độ là make coincident ha, điểm này trùng với nhau, thì đó các bạn xong là cái biên dạng sketch ban đầu thôi. Sau đó các bạn vừa qua feature, các bạn chọn extrude bot bay ha, mình nâng cái này lên là 1 inch ha, kích 1 enter, tắt bỏ chế độ thin đi nha, à nó có thin này ha, tắt bỏ chế độ thin. À đây mình còn một cái đường hở chỗ này ha, nãy mình chưa chọn này, các bạn quay lại chỉnh sửa sketch ha,
Ở đây các bạn kích cái đường này cái nữa ha, các bạn mirror qua sketch này, mirror line này, kích qua đây ha, rồi kích ok thành viên kính ha. Rồi các bạn qua feature extrude boss là ha. Rồi các bạn extrude lên 1 inch, được chưa, dùng chế độ blind ha, tích ok. Rồi thì các bạn tới đây các bạn xong ha. Nếu các bạn muốn add vật liệu hoặc add gì vô thì các bạn add màu vô, thì các bạn vô đây add ha, được chưa. Ví dụ các bạn vô đây các bạn add và màu vô cũng được thì các bạn. Rồi tiếp theo thì các bạn chọn cái mặt ở đây các bạn đó, chọn một mặt trên vẽ sketch, kích vô sketch. Rồi hoặc bạn nào có thể chọn cái mặt dưới các bạn vẽ, thì ví dụ mặt này ha, ví dụ các bạn chọn lại mặt dưới các bạn vẽ thì bạn xoay về mặt này nè, kích vô mặt này ha, các bạn kích vào xì kéo ở đây cũng được, cái nó xoay về này thì các bạn xoay theo hướng trên dưới cũng được ha. Rồi các bạn dùng lệnh convert entity nè, kích vào cái mặt trên, rồi các bạn tích chuột phải chọn ok. Rồi sau đó bạn dùng lệnh offset á, mình kích vào cái đối tượng lúc nãy mình là ha, kích vô, kích chọn vào đây thì mình offset vào một đoạn là 0.25 ha. Nó xếp vào đoạn 0.25. Ở đây nó chiều đang hướng ra này, thì mình chọn chiều hướng vô á, để cho mình rê chuột bên trong này. Cho nó chạy vô. 0.25. Sau đó các bạn kích qua feature chọn extrude cut ha. Thì extrude cut này mình kích vào cái bên trong này thôi. Được chưa? Kích vào bên trong này. Được chưa? Kích bên trong thì chọn chế độ cắt này là mình cắt vào là 0.625 ha. Giờ các bạn kích chuột ra ngoài đây cái bạn coi ha. Đây cắt xuống 0.625. Và đang cắt lại, đang cắt cái biên các bạn thấy không, đang cắt cái biên ha. Thì mình sổ select contour này ra nè, mình chọn vào cái trong á, giờ mình cắt lại, mình cắt cái phần trong này nè nha, thế là ok. Thì ra đây các bạn được cái chi tiết kiểu này ha. Rồi tiếp theo các bạn kích lên cái mặt trong này ha, các bạn click chọn sketch, giờ kích lên mặt trong các bạn kích chọn sketch. Ở đâu mà này các bạn dùng lệnh rectangle ở đây ha, còn vẽ một cái hình chữ nhật như sau. Ở đây bây giờ các bạn có thể sử dụng, đây các bạn dùng rectangle vẽ luôn ha. Rồi và nắm kéo đường này cao lên xíu này, kích thước chiều dài từ đây cái đây nè là 1.75 ha, mình tích select này, mình nắm cái kéo này cao lên đấy, và cái đoạn từ cái điểm này xuống cái điểm này các bạn nhập cho mình cái thước là 1.24997 ha. Rồi mình chỉnh sửa số lại các bạn coi ha, kích vào đây ha, đây mình chọn 5 số ha, bây giờ tích ok. Rồi ví dụ đường này mình chỉ còn có 2 số thôi, chờ 2 số này. Rồi các bạn ràng buộc cái thước cái đường này này với cái đường này là hai đường này bằng nhau này, hai này bằng nhau, và chính giữa của đường này nè, midpoint của này sẽ trùng với thẳng đứng với đường này, hai đường midpoint này sẽ thẳng đứng với nhau này. Rồi chọn chế độ thẳng đứng ha. Đây kích chuột phải đường này, chọn select midpoint này, control với cái điểm dưới đây, chọn thẳng đứng. Bây giờ vertical. Rồi sau các bạn tích ok. Tương tự bên đây các bạn dùng lệnh circle, các bạn vẽ hai cái lỗ nhỏ đây ha. Rồi vẽ đây, cái lỗ nhỏ bên đây. Cho đây các bạn có thể dùng centerline, bạn vẽ một cái centerline ở đây cũng được này. Dùng centerline để vẽ ha. Click chế độ này ha, chọn vertical ha, đưa vô. Đây không cần midpoint ha. Đây. Đưa centerline này vô đây ha, để họ làm trục đối xứng thôi. Rồi tiếp theo thì các bạn sử dụng cái, các bạn lên cái thước trong này ha, hình tròn này là đường kính là 0.5 ha, đây 0.5 thôi, 0.5 enter. Rồi tiếp tục lên cái thước từ điểm này này, kích vào hình tròn ha, đưa lên 2.71339 ha, kích ok, thấy chưa. Rồi từ cái hình tròn này kích qua điểm này ha, ra chỗ đầu đây nè, các bạn đặt là 0.6724 ha, 7, được chưa. Rồi kích ok. Rồi kích thước chỗ này thì các bạn sổ này ra được 5 số này, tương tự ở đây cũng có 5 số ha. Đây rồi. Rồi xong các bạn mirror đối tượng này qua, kích chọn này, chọn mirror, chọn delete, kích vào mirror bao, chọn copy ha, kích vào đường centerline giữa, chọn ok. Các bạn được cái hai hình như thế này ha. Xong các bạn dùng lệnh extrude, mình extrude cái hình vuông này lên. Rồi các bạn qua extrude boss bay ha, kích vào vùng này này, mình bỏ đi hai cái đường này đi ha, bỏ đi
kích lại hai đường này bỏ đi. Các bạn kéo xuống đây, select contour đây nè. Mình chỉ chọn cái đường đây thôi, chỉ chọn cái vùng trong đây thôi, kích vào select contour nè, mình chỉ chọn hai cái hình đây thôi. Các bạn trối lên cho mình là 0.25 ha. Rồi, tích ok. Này 0.25, chỗ edit post này ra, kích vào sketch này. Kích vào edit cut. Ở đây thì mình chọn select contour ha, các bạn remove đi. Mình kích vào hai hình tròn thôi. Kích vào hai hình tròn chỗ này thôi. Ví dụ hình tròn này với hình tròn bên đây được rồi ha. Đây. Mình sử dụng chế độ cắt là rule on ha. Tích ok. Đục cho nó hai cái lỗ đây. Rồi. Rồi, tiếp theo các bạn chọn cái mặt bên đây mới vẽ ra ha. Kích qua cái mặt bên đây cái này, kích vào mặt bên đây. Các bạn kích chuột phải chọn sketch. Các bạn xoay cái hình nó đi. Xoay cái hình nó lên đây coi coi xíu thôi. Rồi. Các bạn dùng lệnh convert entity chỗ này ha, mình kích vô cái mặt này cái. Kích vô mặt này tích chuột phải chỗ ok ha. Tích chuột phải chỗ ok. Sau đó bạn chọn những cái mặt những cái đường line của nó nè, kích vào cái đường line này ha. Đường line bên dưới đây, hai đường line hai bên đây. Đưa nó để thành đường connection. Đưa thành về đường connection. Đây, cho thành đường connection ha. Mình vẽ dùng cái line mình vẽ ở đây. Chọn từ đầu này nè. Mình nói qua đầu đây. Xong mình lên cái thước dimension chỗ này ha, từ điểm này đi xuống cái đường dưới đây. Kích thước là 0.125 ha. Rồi. Cái điểm này các bạn, cái này mình hiện cái ràng buộc lên ha. Hiện cái ràng buộc lên. Rồi các bạn vẽ lại cái đường này ha. Ở đây các bạn dùng line này, mình vẽ được đường này ha, đi xuống bên đây thôi, không có về góc ha. Xong các bạn lên cái thước chỗ này, xuống cái đường đây là 0.5. Rồi các bạn lên lại cái thước chỗ này ha. Đây này cái thước mình bị nhầm rồi, bị lét ha. Cái thước chỗ này từ đầu điểm đây nè, xuống cái điểm này, từ điểm này lên điểm này ha, là 0.5 ha. Rồi từ điểm này lên tới cái điểm này là 0.125 ha. Rồi sau đấy bạn làm xong mình tạo viết vẽ thêm hai cái line đây ha, kích vào line đây nè. Rồi mình nói cái đường này ha, nói xuống đây. Tích led ha, tương tự vẽ thêm một cái line bên đây nữa ha, từ điểm này lên điểm này. Rồi tích select ha. Xong các bạn qua đây feature chọn extrude profile á, chọn vô đường này, sau đó các bạn chọn chế độ là up to surface á, mình xoay qua đây mình kích cái mặt bên đây nè. Kích cái mặt bên đây. Rồi các bạn tích chuột phải chọn ok ha, mình được cái hình như thế này. Đây mình được cái hình như thế này ha. Rồi này, đây là cái hình các bạn tạo ra. Rồi tiếp tục các bạn kích vào cái mặt bên đây ha. Các bạn kích vào mặt đây, kích chuột phải dùng sketch. Rồi các bạn xoay nó đi chỗ khác ha, đừng cho nó xoay về đây. Rồi các bạn chọn project convert entity đây nè, kích vô cái mặt này cái ha. Mình lấy lại biên dạng đó, mình kích chuột phải chọn ok. Sau đó các bạn chuyển tất cả những cái đường này nè, chuyển tất cả những cái đường mà mình vừa tạo lúc nãy ha, thành đường connection hết, được chưa? Fork connection. Đấy, được chưa? Mình kích vào đây fork connection là mình tích ok, sẽ đổi được này ha. Tương tự hoặc các bạn giúp nhanh thì các bạn kích control đây nè, chọn bốn đường đây, click vào đây connection. Sau đó các bạn dùng lệnh center bar nạp, dùng center nạp ở đây các bạn vẽ cũng được này. Rồi các bạn dùng sketch. Các bạn chỉnh sửa lại sketch edit sketch. Rồi các bạn dùng hoặc ba bon các bạn vẽ này cũng được ha. Mình kết một điểm bên đây, một điểm dưới đây nè, kéo lên đây, tích select ra, mình bỏ chế độ ràng buộc mid bon chỗ này nha, select đi. Rồi lên cái thước bán kính chỗ này ha, bán kính các bạn nhập là 1.17257 ha.
Rồi. Đây là 1.17257 nha. Năm số. Đây. Thấy chưa? Sau các bạn toàn bộ này. Cái điểm này control với cái đường này. Toàn bộ theo kiểu max consider ha, nằm trên đây, các bạn kéo đầu này vô này. Rồi lên cái thước ở đầu này ha, từ điểm này vô tới cái điểm này. 0.25 ha, 0.3. Bây giờ tiếp tục kê. Từ điểm này các bạn lên cái đường này ha, là một đoạn là 0.125 ha. Bạn tích enter. Sau các bạn dùng like, các bạn nói cái điểm này với cái điểm cuối này lại và nói lên trên cái đầu này luôn ha. Rồi tích select. Sau các bạn qua extrude post ha. Chọn cái biên này. Tương tự hôm nãy bạn chọn up to surface ha. Mình kích vào cái mặt cái bên đây nè. Đây, kích giữa mặt đây ha. Tích chuột phải, chọn ok. Rồi. Các bạn xong được cái một cái biên dạng sơ bộ này ha. Ở đây các bạn xong, các bạn có thể hai cái sketch này đi. Đây, cái biên chi tiết bạn tạo ra được ha. Rồi tiếp theo các bạn vẽ cái này cho mình ha. Phần xoay nữa vẽ cái này nè. Rồi. Các bạn kích vào mặt bên đây, nhỏ ở đây ha. Kích chuột phải, chọn sketch nha. Kích chuột phải, chọn sketch. Rồi bạn xoay nó cái nhẹ nhẹ cái ha. Các bạn dùng Convert Entity mình kích giữa mặt này cái này. À, tích ok. Sau các bạn quét chọn đối tượng này. À, quét chọn 4 nữa này. Các bạn đánh cho này thành for condition ha. Rồi tích ok. Ở đây các bạn dùng cái line bạn vẽ từ dưới chân này nè. À, dùng cái line ha. Dùng cái line. Vẽ một đường từ đây vẽ lên ha. Nhấn Ctrl 8 cho nó xoay về được chính được chưa. Rồi kích thước cái chỗ này là 2.5 ha. Rồi 2.5 và enter. Rồi các bạn dùng bone á, bạn đánh ra một điểm nè. À, mình lên cái thước bone chỗ này là từ đây qua đây là theo phương ngang ha. Lên cái thước theo phương ngang trước được chưa. Rồi bạn theo phương đứng này trước nữa nè. À, 0.7 6060 được. Rồi. À, kích thước từ điểm này đi qua đây. Các bạn nhập là 0.9709 ha. À. Enter. Bạn kích vô đường này ha, sổ này ra nó có nè. Năm số giờ. Yeah. Rồi, theo các bạn vẽ một cái dùng cái là nạp đây ha, hoặc qua bone mình vẽ ở đây. Điểm thứ nhất kìa, điểm thứ hai. Các bạn vẽ điểm thứ ba ha, vẽ một cái cùng ở đây. Yeah. Rồi, bán kính này là R1 ha. Tích Enter. Dạ, yeah. R1. Rồi. Tương tự các bạn đánh một cái bone trên đây nữa, đánh một cái bone trên đây nữa. Các bạn lên cái thước cái bone này, từ điểm này đi qua điểm này ha. Từ đây cái thước là 0.6103. Và Enter. Từ điểm này ha. Thế các bạn mắc lại bên sần tiếp này. Để xếp ra. Từ điểm này đi qua điểm này ha. Theo phương ngang này là 0.77910 ha. 91 ha, 0.77 ha. Tích enter. Rồi tương tự các bạn vẽ một cái chiều mặt ba này, vẽ tiếp tiến với cái này ha. Từ điểm này qua điểm này, vòng qua đây. Rồi. Đây bán kính ha. R0.8024 ha. Rồi, các bạn lấy vector select ok ha. Rồi, sau khi các bạn vẽ xong những cái thước đây ha, ví dụ đây 0.284 ở đây ha, 0.7 mấy đây, 0.6, rồi 0.79 đây, R đây, R1 ha. Rồi, các bạn dùng lệnh line, các bạn dùng lệnh line ha, các bạn vẽ một cái line thẳng đứng lên đây. Yeah, vẽ một cái line nằm ngang nữa. Cái thước line này lần lượt như sau ha, line ngang này là đây ha. Mình kéo ra đây luôn. Rồi 0.75 ha. Cái line này là 0.75. Và enter. Dạ, yeah, cái line này là 0.75. Tiếp tục cái line trên đây là 3.3792 ha. Tiếp enter. Dạ, yeah. Sau các bạn dùng lệnh offset á. Bạn offset này vô này. Offset ha. Rồi mình kích đường này ha. Kích đường này. Kích luôn đường dưới đây ha, các bạn kết hết tất cả đường đây. Thấy chưa?
xong mình các bạn chỉnh sửa lại cái offset đó. Ở đây nó có không chấm mấy à, bạn nhấp vô đây bạn sửa lại nè. À, bạn nhấp vô đây các bạn nhập là 0.75 ha, cái enter. Ở cái này là ngược quyền ngược chiều ha, đảo chiều lại. Các bạn thêm dấu trừ trước á. Dạ, các bạn tạo cái 0.75 này vừa vào trong ha, offset nó vào trong. Rồi sau đó các bạn dùng lên line á, bạn vẽ nói này lại này. Rồi. Dạ, dùng line nói này rồi. Tiếp theo đó bạn đây bạn dùng cái lệnh line đây nữa nè. Ha. Bạn dùng lệnh line bạn nói từ điểm này lại lên điểm này ha. Đi qua điểm này rồi. Dạ. Đây. Ở đây các bạn kích vào cái đường này ha, chọn chuột cần phải chọn chân kích sạch cho cái xong các bạn dùng like bạn độ lại ha, vẽ lại từ điểm này nè, mình đi xuống cái đường này ha, xong mình đi qua lại điểm này. Rồi tương tự dưới đây mình cũng sẽ nối kính hai đầu này lại ha. Rồi kích điểm này thì kích điểm này, rồi tôi được một cái viên nhện kính ha. Đây các bạn nhớ offset vào trong ha, offset vào trong. Rồi sau khi vẽ xong các bạn click vào feature chọn extrude boss bay ha. Mình xoay cái này, mình kích vào viên dạng cast này ha. Rồi mình chọn theo chế độ là ở đây cái viên dạng mình nó chưa kính thì các bạn lưu ý ha. À ở đây nó chưa lại này. Các bạn kích vào sketch mưa, các bạn trở lại sketch ha. Các bạn trả lại sketch, các bạn kích vào điểm này ha. Đây này, nó có cái đồ dư nè, bạn delete đi. Dạ. Các bạn với bạn vẽ đóng kính với mình này lại là được ha. Xong bạn qua feature chọn extrude boss bay ha. Dạ. Ở đây đường này nó còn hở nè. Dạ. Khi nó kính thì nó mới tạo được cái surface á, bạn lưu ý á. Các bạn lấy điểm này bạn kéo lên đây. Bây giờ cho nó bắt điểm này nữa. Rồi, extrude boss bay. Bây giờ cho nó thành một cái miền kính á. Rồi các bạn chọn up to surface á. Chọn up to vertex được. Up vertex thì các bạn chọn điểm surface, bạn kích qua mặt cái bên đây à. Kích chụp phải chọn ok ha. Rồi sau các bạn được cái mu trên của cái ngàm kẹp cái tô này ha. Rồi. Rồi, tiếp theo sau mình sẽ vẽ cái phần giới hạn ngàm đây ha. Ở bạn kích vào cái mặt này nè, tạo một cái len mới á, len cái tay tạo len này. Dạ cái len này thì mình sẽ lấy mặt này ha, mình đưa vào trong. Dạ một trong một đoạn là 0.25 ha, mình enter đảo chiều clip lại ha, clip offset thì mình cho nó vào trong á. Dạ mình tích ok xong từ mặt này mình vẽ sketch. Dạ cái cách mình copy lại viên dạng này nè, copy lại ha, cái cách mình convert entity nè, lấy lại viên dạng dưới. À, ở đây cái nhỏ chỗ này và cái đoạn đây à, tích ok. Yeah. Xong mình nói lại lại nè, từ đây mình nói thẳng xuống ha. Yeah, nói thẳng xuống và đi qua đây được cái miền kính ha, anh thấy không, được miền kính. Sau đó bạn vào đây extrude boss bay thì mình extrude đảo chiều lại ha, đảo chiều lại 0.5 rồi tích ok chỗ này. Yeah. Ra đây mình sẽ sử dụng lệnh mirror mình đối xứng nó qua ha. Ở đây mình sẽ đối xứng qua mặt right nha, đối xứng qua mặt right. Kích vào lệnh mirror ở đây ha. Rồi, tiểu bạn học lệnh này bạn học hết rồi ha. Có đẹp chút xấu nè, có đẹp chút mới nè. À, mirror lens. Mirror lens của mình là right, right lens này. À, kích vào right lens. Mirror ở đây thì mình dùng theo kiểu bốc trúc ở đây ha. Dạ, tích ok. À, bạn được hai khối cái này. Nha, đây. Rồi các bạn kích ra mặt trước này, chọn sketch ha. Rồi các bạn dùng lệnh convert entity này nè. À, kích vào cái mặt này một cái. À, mình lấy lại viên dạng này, tích ok. Sau đó bạn quét chọn hết đối tượng này ha. Cái chọn hết cái đường này mình chọn thành for contraction. Dạ, yeah, chọn for contraction hết ha. Đây bạn nắm kéo này xuống nè, kích for contraction ha, tích ok. Dạ. Rồi ở đây các bạn dùng lệnh hình chữ nhật, mình vẽ hình chữ nhật ha. Điểm ở đây. À, đi qua một cái điểm trên đây ha. Rồi select và cái đầu dư nè, đoạn này xuống tới đoạn này là 0.125 ha. Dạ, yeah, tích enter.
Rồi. Đây 0.125 thôi, rất ok. Giờ thì các bạn được hình này. Các bạn ra vào đây, chọn extrude cut ha. Rồi mình sẽ extrude hết cái vùng này luôn ha. Đó, chọn chế độ ruon. Rồi tôi tích ok. Giờ rồi mình cắt cái vùng này đi. Mình thấy không? Cắt cái vùng này đi ha. Đây mình tắt nó lên. Rồi tiếp theo trên cái mặt này ha, bạn kích vào cái mặt máy bên đây. Nhờ các bạn kích vào bên đây, chọn chuột phải, chọn sketch này. Rồi các bạn lấy convert edit ha, mình kích vô mặt này, mình lấy lại viên dạng nó được chưa? Kích ok. Xong các bạn cho ba đường này này, control ba này thành về đường connection hết ha. Đường này là đường connection luôn, được chưa? Ba đường thì chỉ chưa đường trên này thôi. Rồi các bạn vẽ một cái line ha, vẽ cái line đây dựng đứng lên. Rồi đi qua các bạn hạ vật xuống ha, và đi qua bên đây. Giờ các bạn về đây. Rồi thì kích thước ha, từ đây các bạn lên đây là 0.625 ha. Và enter. Dạ. Rồi. Đây có quyền mình kéo đường này lên được chưa? Kéo này lên, cái từ đây ra đây là 1.5 này. Kích thước đây là 1.5 ha. Rồi. Cái đoạn nhỏ này ha, cái đoạn nhỏ này xuống cái đoạn nhỏ đây. Các bạn nhập cho mình là 0.25 ha. Dạ. À, chỗ này các bạn sửa lại mình là 0.125 ha, 125. Dạ. Rồi, sau khi các bạn sửa cái này 0.125 bạn tích ok này. Ra vào đây mình extrude ha. Extrude post bay. Mình chọn theo kiểu là up to surface ha. Đây, kéo nó về đây này. Kích qua mặt đây ha. Mình tạo được cái mặt ngang ở đây, tích ok. Rồi. À, cái khối này ha. Rồi tiếp theo mình sẽ kích vào cái mặt trên đây ha. Kích vào mặt trên đây các bạn kích chuột phải, chọn sketch này. Rồi các bạn kích chuột phải, các bạn chọn sketch ha. Cái đây mình sẽ hiện chế độ. Ở đây ha, mình hiện về chế độ này các bạn dễ xem. Dạ. Tắt cái chế độ gì ngoài đi ha. Ngoài đi. Rồi ở đây thì đáng lẽ ở đây nó có một cái đường nhỏ nhỏ ở đây nè. Dạ. Thì các bạn một là các bạn quét hết cái đường này nè. Các bạn quét hết cái đối tượng này. Và lấy convert entity nè. Ở đây mình sẽ chọn theo, không phải chọn theo cái độ convert á, mình chọn theo cái độ intersection cơ á. Cho intersection cơ mình kích vào cái chế độ quạt, kích ok. Nó sẽ bắt lên tất cả cái, những cái đối tượng này cho bạn ha. Dạ. Yeah. Rồi chuyển về đây. Kích ok ở đây. Dạ. Yeah. Rồi ở đây tôi mới quét hết, tôi quét chọn hết những đối tượng này ha. Rồi cho nó về thành đường connection. Dạ. Yeah. Chuyển về đây. Ở đây cái đường này nó có một cái đoạn ra thì mình dùng line ha, tôi kích một điểm đây này. Từ các bạn đừng có bắt endpoint ha, vẽ lại một điểm đâu đó, bạn vẽ ra, rồi bạn vẽ đi lên, rồi vẽ lên, rồi select. Ở đây các bạn cũng tương tự ha, cái điểm này các bạn vẽ lên đây nè, vẽ lên sao đường thẳng ha, nó nằm đường này là ok. Rồi tôi đã select ha. Ở đây mình vẽ một cái slide, slide đây gắn vào đây. Dạ. Yeah. Rồi. Mình dùng lệnh power nạp mình vẽ ha, kích vào điểm này ha. Kích vào điểm này ha. Cho nó về đây. Dạ. Yeah. Rồi, kích thước của cái đoạn này từ đây ra đây ha, từ cái điểm đầu này nè. À lưu ý ha, từ cái điểm đầu này nè, ra cái điểm đầu đây. Các bạn nhập cho mình là 0.375 ha. Dạ, yeah. Các bạn nhập 0.375. Rồi cái đoạn này ha là 0.6875. Dạ. Yeah. Các bạn enter. Chiều cao đây là 1 ha. Dạ. Yeah. Thì các bạn được cái vùng biên kiểu này. Dạ. Yeah, vùng biên kiểu này. Xong các bạn qua sử dụng lệnh extrude post bay á. Extrude post bay này. Dạ. Xoay lên ha. Các bạn extrude lên 0.5 ha. Đây mình mới trước lên 0.625 ha, 0.625 các bạn ta. Cái chuột phải chọn ok ha. Xong ra ngoài đây mình cũng dùng mirror. Mình mirror cái khối này ra nè, mirror. Sổ này ra ha, chọn right, mặt right lên giống nãy ha. Right lên ha. Rồi ở đây mirror thì mình sẽ chọn cái boss extrude 8 lúc nãy mình vừa tạo, tích ok. Mình được cái khối chặn ở đầu như thế này nha. Yeah. Rồi, tiếp theo chọn cái mặt bên đây ha.
Nó chụp phải chỗ sketch. Bạn chọn lên vẽ hình chữ nhật, vẽ hình rectangle. Rồi mình nhập kích thước. Từ đây đây là 1. Cao là 0.0625 ha. Rồi. Đây lưu ý ràng buộc cái điểm chính giữa của cái đường thẳng này ha. Control với đường chính giữa của cái đường thẳng dưới. À. Bạn đây lấy trục phải là cái đường này nè. Chọn select bond. Control với một cái điểm midpoint trên cái đường thẳng trên này nữa. À. Rồi, dùng convert entity bạn convert cái đường này lại nè. Kích vào đường này ha, kích trục phải. Chọn vào construction. Xong kích chuột phải vào đường này ha, chọn select midpoint, control với cái điểm midpoint trên đường trên này. Đây hai điểm này phải vertical thẳng hàng với nhau. Sau có sử dụng feature, sử dụng edit cut ha, sử dụng chế độ roll. Đây click ok, ta tạo thành một cái bậc nhỏ trên cái vị trí trên đây. Rồi cái mặt phẳng right lên, kích chuột phải chọn sketch ha. Các bạn là kích vào section. À, chọn vào mặt right lên. Ở đây, chọn mặt right lên ha. Kích ok. Cắt cái vật này ra làm hai ha. Sau chọn convert entity theo kiểu intersection cơ ha. Chọn bạc. Rồi, kích ok, chuột phải ha. Rồi, nhấn Ctrl 8 cho nó quay về phương vuông góc ha. Bạn quét chuột, quét chuột chọn chọn tất cả các đối tượng ha, cái chuột phải chọn contraction. Rồi trên cái mặt này mình vẽ dùng lệnh line ha, dùng line vẽ ở đây ha. Rồi dùng lệnh line bằng vẽ trên đầu này ha, vẽ một đường thẳng đi ngang qua đây để đoạn đi lên ha. Tương tự dùng line bằng vẽ một đoạn đứng vào đây ha. Kích thước cái đoạn này với đoạn này là bằng nhau nè. Rồi chiều dài của đoạn này là 0.75, chiều cao của đoạn này là 0.0375. Đoạn này là chiều dài là 0.25. Đây dùng lệnh add carbon vẽ ha, kích vào đây điểm thứ hai, cái số chọn điểm thứ ba lên kích thước là R 0.2743. Sau mình chọn feature, chọn extrude box, sẽ chọn theo kiểu là midplane ha, extrude đều là hai bên. Nhập chiều dài extrude là 3.375. Đó. Rồi xong kích chuột phải chọn ok. Thì cái section là rồi đây là cái khối cái block. Rồi ở đây tiếp tục chọn mặt right á, kích chuột phải chọn right lên để escape. Các bạn kích vào section này, section view tiếp ok. Rồi bạn vẽ hình bên đây á, dùng line vẽ một cái rồi kích thước của đoạn này là 1.375 ha. Ở đây mình nắm giữ một điểm này, kéo cao lên. À. Rồi ở đây có bậc chiều ngang 1.125. Kích thước bậc ở đây là 0.375 ha. À, phần đứng này là 0.75 này.
đây mình sẽ lên kích thước cho cái đoạn này với cái mép ngoài đây là 3.8755 ha. Rồi kích thước từ đáy này tới cái bề mặt dưới đây, đây mình dùng convert intersection curve tích vào bạc tích ok. Rồi mình quét chọn hết tất cả đối tượng đây nè, cho nó về thành đường contraction ha, con contraction line tích ok. Rồi cho kích thước từ đây xuống cái mặt trên đây, đặt kích thước ở đây là 1.1875, enter, và chuyển cái đường contraction này nè về đường geometry, kích chuột phải chọn geometry, kích bỏ đây ha. Rồi tương tự các bạn dùng extrude box nâng cái khối này ra ha, đoạn là 4.5 theo kiểu midland, 4.5 inch, kích chuột phải chọn ok, tắt cái session view đi nè. Rồi các bạn chọn mặt sketch, chọn mặt ở dưới đây các bạn vẽ ha, kích vào đây, kích chuột phải chọn edit, chọn sketch, sẽ convert là cái đường này ha, lấy convert là cái đường này, hoặc là các bạn vẽ hình chữ nhật, bắt một điểm nằm trên đây luôn, bắt điểm nằm đây, chọn hình chữ nhật theo cách vẽ thứ nhất ha, 1 với 2 điểm, điểm thứ nhất ở đây anh vẽ lên đây, kích thước ở đây là 0.25 ha. Khoảng cách từ mép này vào trong cái đường này là 0.25. Rồi ở đây vẽ một center line ha, bắt ngay trung điểm vẽ ha, đây có chính giữa hình này. Rồi ràng buộc trung điểm của cái đường này, có midpoint này, control với cái đường center line đây. Bằng kích chuột phải chọn select midpoint, kích lên cái điểm trên đây này, chọn vertical thẳng đứng ha, xóa đường đường center line. Rồi bạn thoát sketch tích ok, đó mình chọn cái mặt ở bên cạnh đây, kích chuột phải ở đây chọn sketch. Trong mặt phẳng này tương tự sử dụng convert STT lấy lại biên dạng bề mặt, xong bạn quét cho cái đường này nó về thành đường contraction luôn, delete cái đường này cũng được này, còn hai đường hai bên mình cho thành đường contraction. Rồi kẻ một cái line thẳng đứng lên bên ngang xuống, kích thước từ đầu này xuống đầu ở đây á là 0.125, rồi kích enter. Rồi kích được sketch này ha, mình được hai sketch, cái mặt dưới bên đây các bạn kích chuột phải chọn sketch, rồi xoay chuột á, click convert entity, click vào cái mặt vừa dạy vừa vẽ ha, click ok, các bạn được sketch thứ ba. Mình tạo một cái datum lens đi qua 3 điểm mà vừa tạo sketch á, kích chuột phải đây lens ha, điểm thứ nhất ở đây, điểm thứ hai, điểm thứ ba là cái điểm nằm ở trên hình chữ nhật ở đây, điểm ba, kích chuột phải ok. Trên mặt lens này các bạn kích sketch, chọn lens này nè, kích sketch. Rồi dùng lệnh convert ha, chọn lại 3 điểm này, ta tích ok, sau đó dùng lệnh aquabon vẽ thêm cái cung ha. Nhập bán kính cung là 1.0113, enter. Rồi tích ok. Ngoài các bạn được 4 sketch như sau á. Rồi tiếp
theo là các bạn kích vào blend đây ha, kích vào blend ở phần phía trên, tạo cái blend. Chọn điểm thứ nhất là hình ở đây, điểm thứ hai ha, điểm thứ ba là đỉnh lên đây. Các bạn chích chuột phải chọn OK, giữ mặt blend đó các bạn kích vào sketch ha. Rồi kích vào convert entity lấy lại biên dạng bề mặt bên đây ha, kích chuột phải OK. Rồi bạn quét chọn cho cái biên dạng này nó về thành đường connection. Ở đây mình dùng Arbabon vẽ, chọn điểm thứ nhất. Các bạn click convert entity, chọn lại cái điểm ở đây rồi. Dạ, yeah, ok. Arbabon điểm thứ nhất nằm đây, điểm thứ hai nằm bên đây. Rồi, click select. Các bạn xoay những control 8 cho nó về vuông góc. Trong chọn đường này, chọn cái đường nằm ngang trên đây, ràng buộc nó tiếp tiến với nhau. Dạ, yeah, ok. Rồi bạn được 4 cái sketch ha. Rồi 4 sketch như thế này. Tương tự cái bề mặt đối diện đây các bạn làm tương tự này. Các bạn chọn feature, chọn blend ha. Chọn cái điểm thứ nhất nằm đây. Điểm thứ hai. Và cái điểm thứ ba nằm trên cái hình chữ nhật này ha. Có 3 điểm. Rồi tích ok. Rồi cũng dùng lệnh convert ở bên sketch này. Click sketch ha. Click sketch, chọn cái mặt vừa tạo ha. Sở xuống này này, chọn cái lens. Lens 4 vừa tạo. Rồi, xoay về bên đây ha. Click convert entity này. Kích lại điểm thứ nhất này. Điểm thứ hai. Rồi ok, dùng Arbabon vẽ ha. Điểm thứ nhất, điểm thứ hai bên đây. Rồi, nhập bán kính cho nó là 1.0113 và enter. Đây tiếp tục tương tự bạn tạo thêm một cái lens ở bên mặt bên đây luôn. Rồi điểm thứ nhất là nằm ở bên đường trong đây. Điểm thứ hai và điểm thứ ba. Em cũng có tên trong đây đúng không? Nếu ghi tên đây không? Chắc là hiện em tao gửi hết phải rồi. Cho anh xin cái tên chút xíu tỏ đi. Không có gì nữa. Thank you.
Rồi bạn kích sketch ha, chọn sketch mặt này, xoay về đây ha. Rồi tương tự như các bạn dùng Convert Entity ha, chọn lại ba điểm này, chọn lại cái mặt này trước ha, kích vào mặt này, kích OK. Rồi sau đó Convert lại hai điểm đây luôn. Mình chọn cho thằng này về đường Construction ha. Rồi Convert lại hai điểm ở đây, điểm thứ nhất, điểm thứ hai nằm đây. Rồi dùng lên nặng Parabon vẽ ha, vẽ một cái arc ở đây, từ đây qua đây, kéo lên Ctrl 8 cho nó quay về mặt vuông góc ha. Tương tự ràng buộc đường này với cái mặt cong đây là đường tuyến ha. Xong tích OK, Top Sketch ha. Giờ mình sẽ sử dụng lệnh lúp để mình tạo cái phần tiết diện kính trong này. Rồi các bạn click vào lúp Feature, lúp. Ở đây mình sẽ cho hai cái tiết diện chính là cái tiết diện đáy lúc nãy ha. Mình chọn đây là các bạn sổ sketch ra đây, chọn tiết diện kính là tiết diện đây ha. Rồi tiết diện thứ nhất, tiết diện thứ hai là tiết diện nằm đây. Rồi các bạn lưu ý chọn theo thứ tự đường ha. Đây mình sẽ cho nó chạy theo cái đường dẫn phụ ha, gai cơ bên đây nữa. Rồi thứ nhất này, thứ hai ha, đây đường dẫn phụ thứ nhất này, đường dẫn phụ thứ hai này. Tương tự bên đây các bạn cũng chọn hai cái đường sketch đây các bạn vẽ này, thứ ba và thứ tư đây, mình cho nó chạy theo cái đường dẫn phụ ở đây. Các bạn tích chuột phải chọn OK. Ở đây các bạn được một cái vòm ha, cái máy vòm đây nó chắn cái phần lito trên đây. Rồi tiếp theo các bạn kích lên cái mặt trên cùng đây ha, kích chuột phải chọn sketch này, à, kích lên chọn sketch. Yeah. Các bạn lấy Convert Entity ha, chọn lại hai cái đường này, à, chọn lại cái đường đây này. Đây dựng đứng lên ha, tôi chọn lại cái đường dưới đây và cái đường bên đây. Rồi tiếp tục OK, dùng lệnh like nói hai cái đoạn này lại ha, điểm thứ nhất này, điểm thứ hai. Tương tự ở đây cũng có một cái like đây. Rồi xong tiếp tục OK, bạn thoát kép ra. Rồi ở đây mình còn một cái vòm trắng ở chỗ này ha, từ đầu này xuống đây thì các bạn tạo một cái datum blend chỗ này. Các bạn kích điểm thứ nhất nằm ở đây nè, góc đây, điểm thứ hai ha, và cái điểm thứ ba là cái góc ở trên đây của hình tam giác nhỏ đây. Rồi tiếp chuột phải để chọn OK, qua sketch ha, chọn sketch. Ở đây mình xoay về đây mình vẽ dễ này, click convert entity, chọn lại ba điểm ha, điểm thứ nhất và điểm thứ hai trên đây, chọn lại hai điểm đây, tiếp OK. Các bạn dùng Parabon mình vẽ ha, kích thước điểm 1, điểm 2. Đây kích đặt này, từ nặng ha. Điểm thứ nhất, điểm thứ hai. Bạn uống công. Ở đây các bạn nhập bán kính ha, chọn hình này kéo đường này lên ha, kéo lên đây. Rồi. Các bạn click chọn bán kính, nhập bán kính vào cho nó là mình nhập bán kính chỗ này là 3.6268 ha, enter. Đây mình lét ha. Rồi các bạn vẽ lại con mặt Parabon ha, kích tọa Parabon này, chọn điểm thứ nhất ở đây, chọn điểm thứ hai nằm đây ha, điểm thứ ba uống ở đây ha, nhập bán kính 3.6268 ha, kích enter OK. Các bạn chọn xong cái vẽ của mặt này xong các bạn tích hot sketch ha. Bên đây cái mặt bên đây các bạn làm tương tự ha. Bạn tạo blend, kích blend ở đây, feature này, blend. Rồi chọn điểm thứ nhất ở đây ha, tương tự chọn điểm thứ hai nằm đây và điểm thứ ba nằm đây. Rồi tích OK, dùng sketch vẽ trên cái mặt này luôn ha. Tương tự lúc nãy là click convert, chọn điểm thứ nhất ở đây, chọn điểm thứ hai, tích OK và dùng lệnh nặng Parabon ha, vẽ cái đường với bán kính giống như đường lúc nãy. Rồi 3.6268 ha, tích OK. Và bây giờ mình sẽ sử dụng lệnh lúp để mình tạo cái vòm ở chỗ này ha, cho cái ngàm kẹp đây. Các bạn kích vào lệnh lúp, chọn cái mặt chính là cái mặt ở trên đây này,
kích vào cái đường trên đây. Dạ. Đường thứ hai là cái nằm ở dưới đây, cái đáy đáy lúc nãy mình tạo á. Ở đây. Dạ, kích vào đường ở dưới đây. Mình sẽ tạo thêm hai đường dẫn phụ cho nó ha, gai cơ. Bạn kích vào đường hai đường trên đây trước. Rồi. Ở đây nó thêm hai cái đường dẫn phụ ở đây nữa, mình chọn lại hai cái đường cũ dưới đây. Đường thứ nhất á, qua đây chọn đường thứ hai. Rồi. Đây tích ok, mình thành xong cái lại lớp á. Cái ngàm trước, cái ngàm di động của ô tô ha. Rồi, tiếp theo các bạn kích lên cái mặt trên đây ha, kích trên đây. Chọn sketch á, kích chuột trái chọn sketch. Vẽ hai cái lệnh hon á, hon này. Rồi, các bạn lên kích thước từ tâm ra tới mép ngoài đây á, là 1. Rồi, từ đầu trên này về tâm á là 0.3438 à. Bán kính đường kính của cái lỗ này là 0.3125. Rồi. Đây các bạn có thể vẽ center line ở đây luôn cũng được này. À, bắt ngay chính giữa. Kích chuột phải cho đường này thành đường condition này. Kích vô hình tròn á, chọn mirror, xong chọn mirror bao. Chọn vào đường center line lúc nãy á, tích ok. Bạn dùng edge cut cái lỗ này cho cắt sâu vào một đoạn là 0.375 ha. Tiếp đến enter. Rồi, tiếp ok. Rồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn mình ghi chữ nhãn hiệu lên ha. Các bạn kích lên mặt này ha, chọn sketch đây. Ở đây mình vẽ một cái đoạn line nằm ngang ha. Rê đây ha, bắt một cái đường cung ở đây luôn. Bán kính là 1.5. Rồi. Cái đoạn này xuống tới cái đoạn dưới đây ha là 0.5. Tương tự mép ngoài này vô cái đoạn đỉnh đầu này 0.5. Tôi chọn hai đường này cho về thành đường centerline hết, condition hết. Đó, chọn condition. Dùng test A kích vô đường này ha. Tôi gõ client friends. Ta đảo ngược cái chữ lại ha, đảo ngược cái chữ lại. Đây các bạn đảo ngược cái chữ lại ha. Đảo ngược chữ sao nó về đây được. Vào view document phong bỏ này đi, kích vào phong này. Để chọn phong và hiệu chỉnh là chiều cao chữ á. Kích vào đây hiệu chỉnh là chiều chữ nè. Bây giờ mình chọn theo chữ camera ở đây. Dạ. Chiều cao 0.3 inch. Rồi. Rồi tạo chữ xong tích ok này. Còn giữ nguyên cái vị trí này, tích ok ở đây. Hoặc là các bạn ra feature này, chọn grab ha, sketch tích ok. Rồi ra thoát ra feature, bạn kích vào lệnh grab, mình dán nhãn nó lên đây thì mình chọn chế độ import ha, extrude nổi. Rồi, kích vào cái chữ này ha, kích vào cái mặt này một cái. Rồi. Từ mặt này thì extrude ra một đoạn ha. 0.0625. Tích ok. Giờ tích ok đây. Rồi, bạn đều có chữ nổi như thế này ha. Rồi, tương tự cái mặt bên đây, bạn kích vào mặt này ha, chọn sketch đây. Cái chuột phải, chuột trái ha, không còn cái chuột phải luôn ha. Rồi, tôi vẽ một cái đoạn như thế này ha. Từ điểm này ra tới điểm này ha là 1.5. Rồi, chiều cao từ đây xuống đây là 2. Rồi. Ở đây mình sẽ ghi cái hiệu số vào, ví dụ tôi test này. Kích vô đường này ha, ghi số 4. Ghi hiệu số vô. Chỉ số này đang bị lật ngược xuống này, đảo chịu rồi ha, lật ngược nó lên. Yeah. Bỏ view document phong đi, chọn phong theo ý mình này. Camera ha,
chiều cao chữ 0 chấm cho to hơn nãy thì 0.5. Tích ok. Ở đây lưu ý là mình cho cái đường centerline mà đường giống nãy mình vẽ thành đường contraction ha. Nhấn Ctrl 8 cho nó về theo phương thẳng đứng này. Ở đây có thể mình điều chỉnh cho chữ số 4 nó về ngay giữa giữa cũng được chưa. Rồi tích ok ở đây. Tương tự ra ngoài bằng click vào link wrap á, kích vào cái mặt phẳng mấy ông bên đây. Cũng mấy trước là một đoạn là 0.0625 ha, import, kích ok. Và mình được hai ký hiệu bên đây ha, vừa có nhãn hiệu Fly and Brand với một cái ký hiệu số. Rồi, các bạn hiệu chỉnh xong các bạn còn fillet nó lại ha. Ở những cái đường dao nhọn này mình fillet nó lại, các bạn kích vào fillet này. Nhập bán kính là 0.125. Kích chuột ra ngoài trái ha. Kích vào hai chỗ, chỗ này này là thứ nhất, cái chỗ này thứ hai, chọn cái vùng trên đây là thứ ba. Đây tôi tích ok. Rồi sau khi làm xong các bạn lưu cái chi tiết này lại, mình sẽ vẽ thêm cái chi tiết khác rồi mình lắp nó vô. Còn bây giờ bạn nào muốn ép màu vật liệu xuất hiện các bạn kích vào đây ha, chọn chế độ màu vô, ví dụ xe này background hay decal gì đó thì các bạn add màu vô. Và các bạn kích vào đây edit experience này nè, chọn màu qua đây, ví dụ tôi chọn màu này chẳng hạn ha. Rồi tích ok. Rồi các bạn nhớ xem chi tiết này lại ha. Rồi sau khi các bạn vẽ và xem cái chi tiết này lại ha, mình đóng, mình sẽ vẽ tiếp cái chuyển chi tiết thứ hai, ví dụ nêu các bạn chọn bạc này chưa. Rồi tiếp theo các bạn chọn mặt run lên ha, cái chuột phải chọn run lên cast, dùng là anh vẽ hình chữ nhật ha. Chọn theo kiểu corner rectangle này ha, kích vào đây anh chọn theo kiểu số 1 đây cũng được, lên chỗ đây ha. Tôi vẽ từ đây, tôi vẽ qua một cái hình chữ nhật, các bạn ràng buộc cái mid point của cái này nè, kích vào đây ha, chọn đây, chọn make consider. Rồi kích thước từ đây qua đây ha, bạn cho là 2, này là 1 yeah. Enter. Ở trên đây các bạn dùng lệnh circle vẽ hình tròn ha, vẽ hai cái hình tròn, nhập đường kính ha, lần lượt là phi 1.5 ha. Rồi đường kính nhỏ trong đây là phi 0.3 5 7 2 1 ha, tích enter. Đây là cái hệ số thập phân này nhỏ, các bạn lưu ý là chọn này chọn hệ in ha, kích vào đây chọn edit document unique ha. Các bạn sổ cái đơn vị hệ in này ra, nó đang là hệ mi, đang vẽ hệ mi thì các bạn chuyển ra thành hệ in á, kích vào đây nè, edit document ha, chuyển về hệ in giờ yeah. Tăng cái số lượng số thập phân về sau lên, ví dụ 5 số, tôi tích ok chưa. Thì đây các bạn nhập số là cái hệ in, bài này hệ in là 2 in ha. Này là 1 in này. Yeah. Rồi. Cái này là 1.5 in này. Còn cái đường trong đây là 0.35721 in. Yeah. Rồi. Rồi xong rồi các bạn cho cái đường này thành contraction này, để mình xóa đi nó không có phải ràng buộc lại á, thì mình đây quét chọn hết tất cả đối tượng đây ha. Chọn for condition, tích ok. Sau đó bạn dùng line mình đồ lại những cái đường này này, ví dụ đây con điểm này, từ đây đưa qua đây, đưa lên ngược lên điểm này ha. Rồi tương tự như vậy ha, mình vẽ thêm một cái điểm này nữa từ cái đường này lên đây, dùng lên nạc carbon mình vẽ lại điểm này ha, điểm thứ nhất, điểm thứ hai, điểm thứ ba trụng đây. Ở đây cái hình tròn này thì mình trả nó về ha, trả về đường geometry, cái chuột phải tắt bỏ lại đi. Sau đó các bạn kích qua bên feature chọn cái trút bot bay ha. Ở đây mình sẽ ít trút nó ra một đoạn ha, 0.5712 ha. Chọn theo kiểu midland á, trút đều, rồi tích ok. Đây, cái chi tiết thứ hai ha. Rồi, tiếp theo hướng dẫn các bạn tiện cái làm vòng ren ở trong ha, làm vòng ren lỗ ở trong. Cái kiểu sắn của cái tô á,
Thì đây các bạn kích vào sketch này, chọn mặt ngoài hết ha, kích vào sketch chọn mặt ngoài. Convert entity ha, chọn cái lỗ đây. À, chọn cái lỗ đây. Kích chuột phải chọn ok. À, thì kích sketch ra chọn mặt ngoài đây ha. Rồi lấy convert entity này, chọn vào cái lỗ đây này. Nha, tích ok. Rồi ra ngoài feature ở cơ sở xuống chỗ helix ha. Đây mình chọn theo kiểu Big and Revolution. Nhập bước là 0.1428. Rồi số vòng xoắn nó là 4 ha. Ở đây mình đảo chiều lại nha, reverse, đảo chiều lại. Và cái góc bắt đầu sẽ là 90 độ. Mình coi cái hướng ha, hướng xoay của nó. Rồi đây tích ok. À. Còn về biên dạng sketch thì các bạn vui lòng chọn mặt right. À, kết mặt ra chọn session. À, cắt ra cái này mình coi ha. Rồi các bạn cắt ra, các bạn tích ok. Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mình lấy mẫu sketch vào ha, và mình copy mình paste vào đây nha. Copy mình paste sketch đó vào đây. Thì các bạn vào new, các bạn tạo file mới nè. New các bạn lấy quạt ha. Rồi ở đây mình chọn một phần bất kỳ vẽ, ví dụ đây tôi vẫn chọn mặt right, tôi vẽ ha, right. Từ đây tôi vẽ một cái đường biên dạng theo cái hình ren ha, ren thang. Và đây mình vẽ theo kiểu phương trình ha. Sau này các bạn có sử dụng ren có thay đổi bước, các bạn nhập số thì nó tự thay đổi theo. Rồi tôi lên kích thước từ đây qua đây là 0.1428 và cái bước lúc nãy á, tích enter. Và ở đây mình chọn hiện in ha, sở này các bạn edit đúc comment ha, chọn lại hiện in. Yeah. Chọn số thập phân ha, 5 số. Yeah. Rồi tôi ok. Không chấm 1428 ha. Rồi ở đây các bạn vẽ một cái centerline chính giữa. Ở đây tôi sẽ vẽ một center line ở đây ha. Tôi ràng buộc điểm này control với điểm này, điểm cuối á, control với cái đường center line lúc nãy ha. Chọn theo kiểu match symmetry cho nó đối xứng qua. Ở đây các bạn có thể vẽ lẻ thì các bạn vẽ center line ngay chính giữa này luôn. Rồi ở đây các bạn vẽ lại cái đường biên dạng đó ha, kích vào đây đưa lên. Ở đây tôi vẽ phần nửa biên dạng thôi, lên kích thước lại từ điểm này qua đường này ha, lên kích thước theo kiểu kích thước bán đường kính á, 0.1428, tích enter. Rồi các bạn click chuột phải chọn vào cái này, phần thiết kế có nói rồi ha, chuột phải chọn vào ha, kích chuột vào đây, cái thoát kích thước ra, kích chuột vào đây, kích chuột phải thì chọn theo kiểu là link value ha, đặt cho nó cái chữ là p, à p là pick bước á, tích ok. Rồi sau đó những cái thứ khác mình lên ha, từ đây lên đây, chọn cái thước chiều cao từ đáy này lên cái đỉnh này. Rồi ở đây mình đánh dấu bằng, mình chọn là mình chọn global variable này, chọn là cái chữ b lúc nãy ha, mình bấm là nhân thêm cho 0.5, ta nhân 0.5 vô và enter. Rồi tích ok. Còn đối với chiều ngang bên đây ha, cái này có một đoạn chiều ngang này, thì kích thước chiều ngang này là 0 chấm, mình lấy b mình nhân luôn ha. Kéo được cái thước này lên. Rồi lên cái thước từ điểm này qua cái đường center line dưới đây.
Rồi kích thước chỗ này ha, bấm là bằng, cũng gõ lại chữ B lúc nãy, lấy B mà bên đây mình nhân thêm cho 0.3707, enter. Rồi tôi tích OK. Ở đây mình còn ràng buộc một cái kiểu kích thước nữa là về cái độ nghiêng. Đây bấm shift này, kích vào điểm này kéo về đây. Rồi các bạn kéo điểm này xe về đây ha, hay cho nó trở về cái hình thang ban đầu. Đây mình sẽ nhập theo cái bán kính chỗ này nữa, ở đây nó có một cái thước gốc. Kéo đường xe lại lên đây. Rồi các bạn dùng lệnh mirror, mirror đường này qua này, control 3 đối tượng này, chọn mirror, kích vào mirror bao, chọn vào đường center line giữa. Rồi tích OK. Ở đây nếu các bạn muốn hiện thì bạn hiện chữ D1 và bạn kích chữ D1, nó sẽ hiện lên những cái kích thước mà bạn gắn lúc nãy thôi. Ở đây mình còn cái thước gốc, gốc đây, gốc qua đây. Ở cái D3 thì mình nhập cái thước gốc đây là 29 độ ha. Ta 29 độ, tích OK, select. Thay kéo xuống đây. Rồi tôi được tiết diện như thế này ha. Rồi ở đây thoát sketch. Các bạn sell cái sketch này lại. Dạ, yeah, các bạn sell sketch này lại. Ví dụ ở đây tôi sell sketch này lại, tôi kích sell. Rồi ở đây tôi đóng này lại. Các bạn vào đây các bạn kích vào mặt right này, right lane ha, kích sketch. Bạn open cái sketch lúc nãy các bạn mở lên ha, sketch đây, cái sketch lúc nãy mở lên, open lên. Các bạn quét chọn, được chưa? Các bạn click sketch này, vào sketch này, edit sketch. Xong bạn quét chọn cái chi tiết này. À, các bạn nhấn copy đây nè, một vào edit đây, chọn copy. À. Xong kích vào window á, chọn lại sketch mình đang sử dụng đây. À. Tương tự vào edit chọn bát. À mình nó dán đây. Rồi. Cái đường này đường kích thước ha, kéo về đây. Đây các bạn chọn theo kiểu là move entity á. Các bạn vào ở đây các bạn vào sketch đây, chọn move entity chỗ này, chọn cái điểm gốc ở đây, di chuyển nó đi ha. Rồi chọn điểm gốc ở đây, di chuyển đối tượng. Ở đây các bạn click vào Convert Entity, em lấy lại cái biên dạng chỗ này nè, click vào đây. Hoặc các bạn có thể click vào đây, chọn Insertion Curve đây nè, click vào hết đây nè, click OK, click vào cái body đây luôn. Bỏ file. Rồi click OK, lấy lại biên dạng. Đây mình cho nó về thành dạng đường Condition ha. Rồi dùng move entity gắn lại, chọn hết đối tượng này, tạc bon điểm cuối đây, gắn vào điểm cuối đây. Dạ. Rồi tiếp theo các bạn nói cái đường này lại, nói cái line ở đây lại đây. Rồi tích select ra hai cái đường cơ nhỏ này, mình cho nó về thành đường condition luôn. Thế chỗ này các bạn phải tạo thành miền kính nè. Này là cái hiệu giữa lệnh đối xứng thôi. Rồi đây tích OK. Ra đây sử dụng lệnh sweep cut á, picture sweep cut đây.
chọn cái đường dẫn là cái đường helical lúc nãy ha. Còn cái biên dạng là cái đường này. À, đây biên dạng là để các bạn chọn theo kiểu loop ha, close loop. Đường dẫn là cái đường helical. Đây tích ok ha, tôi chọn xuống cái đường dẫn này. Ở đây delete, chọn lại biên dạng ha, kích vào đây, chọn close loop, tích ok. Rồi về đường dẫn thì mình sẽ chọn theo cái đường helical chỗ này. Tôi xỏ này ra ha, tôi chọn lại cái đường helical. Ở đây mình tắt cái chế độ script này ha, hiện script kia lên. Đây tích ok. Rồi tôi chọn cái raw file ở đây. Xong tích ok. Ở đây mình tắt cái đường helical đi ha, tắt cái đường cơ đây đi. Ở đây các bạn kích mặt right, chọn vào session view rồi nhấn Ctrl 8. Đây là cái đường của rãnh của cái big me hình thang, ren thang nó sẽ chạy trong đây ha, thì mình sẽ tạo cái ren kiểu thang để trục me chạy. Rồi xong thì các bạn tích ok session view này ha. Đây Ctrl 8. Rồi đây các bạn thì add vật liệu vô ha, ví dụ mình add màu sắc vô edit nè, chọn edit appearance đây ha, chọn màu vào, ví dụ đây tôi kích lại màu này ha, kích ok. Và đây có thể chọn màu khác được này, đây màu khác ha. Đây ví dụ chọn kích ok, các bạn nhớ save chi tiết lại ha, save lại. Ở đây tôi save lại bậc 2, kích ok save. Mình đóng này lại ha. Tương tự vậy vẽ cho mình chi tiết thứ ba bạc. Rồi mình cũng chọn mặt run lên mình vẽ luôn ha, run guess. Đây kích chọn hình chữ nhật theo kiểu center á, vẽ hình chữ nhật ra. Kích thước chiều dài 4.5. Rồi ở đây mình vẽ, các bạn xác lập lại đơn vị cho mình là hình in á. Rồi tôi ok. Đây là 4.5 anh. Từ đoạn này xuống tới đoạn này 0.8 13 Enter. Rồi ở trong đây mình vẽ luôn hai cái lỗ. Rồi tôi dùng Centerline tôi vẽ ở đây luôn. Rồi cái lỗ này có kích thước phi 0.3125. Tôi tới Enter. Từ đây cái đoạn này ra ngoài đây là 1. Còn đoạn này lên cái đoạn này là 0.406 à. Tới Enter. Tôi kích vào hình tròn, tôi dùng định mirror đối xứng vào đường center ở đây ha, mirror vào đường center này, kích ok. Rồi kích ra vào đây dùng lệnh extrude bắt bay. Extrude ra một cái đoạn là chọn midplane 0.5. Chờ tới Enter. Rồi kích chuột phải ok. Cái này là các bạn xong cái chi tiết này ha. Đây các bạn có thể add vào cho nó cùng màu với cái chi tiết lúc nãy nè. Đây ví dụ tôi gắn lại cái màu này ha, cho nó ha. Rồi tôi thấy ok. Riêng cái mặt ngoài đây thì tôi phải gắn màu khác này. Chờ steel. Chọn steel, tôi chọn vào trái này steel này, chọn theo kiểu surface thôi, kích vào mặt đây. Tôi remove cái mặt 4 này đi. Đấy, tích ok. Cái mặt này là mặt nhập kẹp ngoài. Làm sao các bạn save chi tiết này là bậc 3 ha, save lại bậc 3.
Yeah, tôi sẽ. Rồi bây giờ tôi sẽ chuyển sang cái môi trường lắp ráp á, mình đóng chi tiết lại nha. Đóng chi tiết lại. Giờ tôi sẽ chuyển sang cái môi trường lắp ráp. Các bạn click vào new này, nó có phần assembly. Nhấp vào chọn ok. Rồi, thì mới vô begin assembly ha, thì mình draw cái chi tiết đầu tiên vô. Ở đây nó có cái trục tọa độ đây, nếu nó mất thì các bạn vào view á. Đây nó có cái trục, mình sẽ lấy trục radar các bạn vào view này, chọn vào hai quạt xô ha, chọn hai xô các bạn chọn vào origin chỗ này. Ở đây nó sẽ có cái trục mặc định của phần trong cái phần 2D này ha, trong cái phần assembly này. Rồi browse. Mình sẽ lấy một chi tiết chuẩn đầu tiên đó, chi tiết bạc 1 ha, mình open lên. Yeah, thì đây là cái chi tiết đầu tiên. Các bạn click điểm đặt ha, các bạn chọn cái điểm đặt. Rồi các bạn chọn điểm đặt đầu tiên, việc tạo origin là để các bạn chọn cái hình đầu tiên á. Nó có một cái trục origin ở dưới chi tiết đúng không? Thì mình tạo cái trục origin nó trùng với cái trục góc độ của này. Rồi, đây là cái chi tiết chuẩn á, chi tiết chuẩn đầu tiên các bạn đưa vào môi trường. Thì chi tiết chuẩn này chính là chi tiết thứ nhất, làm góc để lắp những chi tiết khác còn lại vào trong chi tiết này. Ở đây mình hướng dẫn các bạn lắp chi tiết là lắp theo tỉnh ha, nghĩa là lắp không có di chuyển được. Rồi để chèn và tạo thêm cái chi tiết thứ hai, các bạn vào insert component ở đây ha, các bạn click vào đây, mình chèn thêm một chi tiết nữa, brow bạc 2 ha, vẽ cái chốt này. Thì lúc vào bạn có thể tắt cái origin này, nếu bạn đưa đây thì nó lại dính với origin nữa nha. Thì các bạn cứ kích vào điểm đây trước ha, kích đập chưa. Xong mình sẽ dùng cái ràng buộc mask cái đây, mình ràng buộc lại ha, mask ràng buộc lại ha, kính vào mắt này nha. Các bạn sổ cái phần assembly ra thì nó có hai chi tiết bậc 1 và bậc 2. Thì chi tiết bậc 1 các bạn chọn bậc dry lens, cái bậc 1 này dry lens. Mình sẽ tạo cái đây, kết vào đây nó có dry lens ha. Rồi các bạn chọn cái ở bậc 2 á, mình cũng chọn cái dry lens cái bậc 2, thì mình lắp mặt dry của hai đứa này trùng với nhau ha, dry lens của đứa này. Đấy, và chọn chế độ là consider thì hai cái mặt dry lens này nó sẽ bị trùng nhau, là nó dính trùng nhau này. Rồi tiếp tục kia, tương tự như vậy mình kích tiếp về mask nó còn này, kích tiếp mặt ở dưới đây, về mặt ở dưới chi tiết này trùng với mặt dưới đáy của chi tiết này. Rồi, đây mặt đáy này trùng mặt đáy này. Rồi chọn chế độ consider luôn ha, tích ok. Riêng cái mặt này chọn với mặt này thì mặc định nó bắt chế độ consider là trùng nhau, thì mình chọn theo kiểu là điện tăng nhập khoảng cách vô. Thì nếu bạn nhập khoảng cách nè, nếu đây là đảo chiều lại này giờ nó đang lòi ra thì mình cho nó thuộc vô là đảo chiều lại, và chiều nó đang tính từ hai cái mặt màu xanh á, mặt xanh này và mặt xanh này, thì mình nhập khoảng cách tính theo cái chiều đó. Rồi ở đây các bạn sẽ nhập theo thể in á, để các bạn click vào đây này, chọn edit document này, chọn là thể in á. Ở đây mình sổ là mình tăng cái số tập phân ngoài sau lên 4 số, ok. Rồi, đây mình nhập lại. Rồi, ở đây mình nhập vô khoảng cách vô ha, 5.672. Enter, nhớ thì in ha, nó sẽ tự động lùa chi tiết này về. Rồi, tôi tích ok. Khi nào nó báo đây fully defined, tức nghĩa là chi tiết bạn đã lắp chặt và đủ các bậc tự do ha, tức nghĩa lúc này nó không di chuyển được nữa nha. Ở đây báo fully defined này. Để tới ok nha. Rồi đây có thể nhiều bạn lắp, đối với trường hợp lắp nhiều chi tiết thì mỗi chi tiết nó sẽ có một cái hệ trục origin khác nhau, thì ở đây các bạn thì tắt bớt đi ha, mình vào view địch là hai sau này, tắt cái phần origin này đi, tắt đi ha. Để chi tiết đầu làm chuẩn là mình lắp vào trùng góc với trong môi trường assembly, nhưng mà những chi tiết khác thì lắp theo chi tiết chuẩn đó rồi, cho nên mình không cần hiện lên nữa. Rồi mình còn một chi tiết nữa, mình click vào insert component, rao tới chi tiết thứ ba này, bạc 3, cái đầu kê phần. Rồi đầu tiên các bạn cứ click đặt đại ha, đặt đại chi tiết này trước. Rồi ở chi tiết thứ ba này mình sẽ lắp mặt trùng mặt này, lỗ trùng lỗ cái này, và cái đáy dưới này trùng với đáy dưới này nha. Rồi thì tương tự như nãy mình lắp mặt trùng mặt ha, mình chọn mặt này. Mình click vào mask ha, mình ràng buộc đối tượng nó trước, mình chọn vào mặt bên đây ha, click vào phay 1 bạc 1 này. Đây mình tắt phay 2 bạc 2 đi. Rồi đây mình click vào cái phay mặt bên đây. Lúc nãy mình tạo cái phần experience màu sắc mình tô lên để mình phân biệt cái mặt lắp.
ở cái mặt mà tô đậm đây á của steel á, nghĩa là mình hướng ra ngoài ha để làm ngàm kẹp, còn mặt đây mình áp sát vào đây bắt ốc rồi mình tích ok. Tương tự vậy mình lắp mặt dưới này trùng với mặt dưới của cái ngàm trên đây, rồi tích ok, mặt bên đây trùng với mặt bên đây ha. Rồi các bạn thấy khi mà lắp vậy thì cái lỗ này, cái lỗ của cái chi tiết bên đây, chi tiết 3 này trùng với lỗ chi tiết thứ nhất ha, để hồi mình bắt ốc tích ok. Rồi ok ha, thì mình lắp xong. Giờ các bạn click đây nè, thu gọn lên, click vào bậc 3 ha, click open ha. Có phần auto các bạn click open để cho phép các bạn chỉnh sửa lại chi tiết này ha, để click open bạch được chưa. Rồi các bạn click vào edit ha, chỉnh sửa màu sắc lại, các bạn muốn sửa lại chỉnh sửa. Bây giờ click vào đây ha, đây hay ví dụ mình chỉnh sửa chi tiết có màu như thế này ha, tích ok. Rồi các bạn save, ở bạn vào Windows này chỉnh lại cái chi tiết xem một này ha, nó sẽ tự cập nhật update về màu sắc lúc nãy là cho các bạn. Giờ rồi giờ mình sẽ lắp tiếp hai con ốc ở đâu đây vô ha. Rồi ở đây tôi sẽ lắp hai con ốc này vào đây ha. Về ốc với viết thì mình không cần vẽ mà mình sẽ sử dụng thư viện của SolidWorks. Các bạn vào toolbox mình chọn theo kiểu lấy ăn si thị anh này. Rồi tôi chọn bow and drill, chọn chọn cái loại ốc có vát ở đầu đây ha, có thì xin tiếp vào đây. Rồi tôi chọn con này ha, các bạn chọn nào các bạn kích đây, bạn kéo ra vào đây ha, nè kéo ra. Và đây thì xuất hiện một cái bảng configure component, thì mình vô đây mình chỉnh sửa lại về thông số, ví dụ đây kích cỡ ốc mình chọn loại là 5/16/18 ha, 5/16/18 chiều dài 0.875 ha, có chiều dài tiêu chuẩn như vậy mình chọn theo chiều dài tiêu chuẩn của nó ha. Simline, nếu để chế độ Simline thì bạn không thấy được ốc viết ở đây ha, thấy được cái ren ốc thì bạn chọn là chế độ là Committed. À đây bạn sẽ hiển thị được cái phần ốc ở đây, phần ren ở đây. Nếu đây bạn tích ok. Rồi tương tự vậy mình đặt hai con ha, rồi đánh dấu X, sau đó mình chọn bề mặt ở đây này, chọn bề mặt trụ ở đây ha, vào bề mặt trụ đây, tôi chọn luôn cái bề mặt trụ trong đây ha, Control tôi chọn bề mặt trụ đây. Rồi mình đây nó hiện ra một cái bảng là Max này, lúc này mình click vào Max này nó tự lắp vào, thấy chưa, tự lắp vào. Đây con ốc mình nó lắp vào đây rồi ha. Rồi ở đây mình đảo chiều lắp này, thấy chưa, đây là đảo chiều lắp đó, xoay thành góc này trả nó về không độ, Enter. Bây giờ mình đảo chiều lại, kích đây đảo chiều lại, rồi kéo, tôi kéo nó ra ha, tích ok chưa. Rồi mình còn lắp vào cái mặt này trùng với cái đường ở trên đây, mặt này hai mặt này trùng nhau nha, lắp mặt này trùng mặt này, tôi tích ok. Cái mặt này của mình bị rồi, ở đây mình lắp lại, mình vào Mac này mình chọn lỗ trên đây, lắp với cái lỗ dưới đây, rồi mình tích ok. Đây mình lập lại chỗ tương bóc ha, kích này kéo ra ha. Ở đây mình bỏ phần ren đi ha, bỏ ren đi, slide tích ok. Rồi tạo hai cái, sau tôi kích vào lỗ này tôi control với lỗ đây ha, bỏ cái lỗ này đi, control với miệng trong đây, chọn mắt hay nó lắp vào ha, móc theo kiểu cần sĩ đoạn đây. Bây giờ tôi tích ok. Rồi tôi chọn mặt ngoài đây cái này mình bỏ ren đi ha, bỏ ren tại có phần ren vô thì nó chạy nó báo lỗi đấy. Rồi tôi kích vào đây, rồi chọn theo kiểu cần sẽ là tôi tích ok. Con ốc thứ hai bạn lắp tương tự á,
chọn mặt này và tôi chọn đáy lỗ đây. Rồi nó tự lắp vào. Tích ok và tôi chọn mặt đây với mặt ngoài con ốc ha, lắp chính vào. Giờ tích ok và lắp được hai con ốc vào đây. Rồi đây mình tích ok. Như các bạn thấy ở đây này, cái phần lắp ốc ở đây nó bị trùng, trùng với chi tiết rồi. Vậy thì đây mình sẽ chỉnh sửa lại cái bạc này ha, bằng cách mình cắt nhưng mà đi theo biên dạng con ốc này. Thì các bạn kích vào đây ha. Ở đây mình sẽ chỉnh sửa chi tiết lại bằng cách mình kích vào chi tiết ha. Ví dụ mình kích vào bạc 3 này. Mình chọn theo kiểu là edit, chưa? Edit bạc. Đấy. Thì nó hỏi cái bạc này nè. Thì cho mình sell, mình phải sell lại trước ha. Rồi mình sell cái assembly này lại, ví dụ tôi sell ở đây, tôi sell ok này, sell. Rồi, thì nó sẽ cho phép các bạn chỉnh sửa bạc này lại. Và nằm trong môi trường này là môi trường lắp ráp á, mình chỉnh sửa ngay trong môi trường lắp ráp. Rồi các bạn chọn bậc 3 thì cái bạn nào bạn đang sửa nó sẽ có màu xanh dương ha. Rồi ví dụ cái phần body trút nó chỉ có một cái lệnh body trút thôi. Sổ ra này. Tôi chọn cái lệnh body trút sổ ra. Rồi, kích vào sketch 1 này. Đây tôi có cái sketch à. Rồi. Ở đây mình chọn new sketch cũng được ha. Ví dụ ở đây mình tạo một cái plane này, geometry plane. Tôi kích geometry ở ngoài đây, control với một cái điểm tâm chính giữa của cái hình này ha. Đây control với điểm tâm đây. Đây kích điểm thứ hai ha. Ở đây mình có thể dùng cái lệnh bo nó mình đánh trướng cho nó, cái bo ở đây trướng rồi này, hoặc kích vào đây ha, chọn axis này hiện lên, view axis này lên đấy. Rồi bạn tạo một cái len đi qua cái axis này, len đi qua cái axis này, tôi kích vào axis này, tôi control với cái mặt ngoài đây ha. Rồi thì cái mặt ngoài đây là mình theo kiểu là parallel song song, giờ tích ok. Rồi vào đây mình lít vào sketch, lít sketch ở đây. Ở đây mình sẽ sử dụng một cái là Convert Intersection Curve ha. Tôi kích vào cái phần bạc lúc nãy là hai con ốc á, mình chọn vào kích vào một con ốc, hai con ốc á. Bây giờ đây tôi kích vào con ốc thứ nhất này. Đây ốc thứ hai, để tôi kích vào con ốc thứ hai ha. Đây tôi tích ok. Thì lúc này cái biên dạng cắt nó sẽ hiện ra ha, biên dạng cắt này nó hiện ra. Rồi đây tích ok này, Ctrl 8 cho xoay về mặt vuông góc. Rồi vì tiếp theo mình là mình làm sao mình cắt theo được cái biên dạng của con ống này là ok. Rồi ở đây mình sẽ quét á, quét toàn bộ biên dạng này, chuyển nó về theo dạng condition ha, for condition. Rồi tôi tới ok ở đây. Rồi ở đây các bạn cần cắt ha, nhưng mà lấy con ốc của bạn cắt đi. Giờ thì ở đây bạn khi bạn lắp ốc rồi mới biết biên dạng tiếp chuyển ốc á, thì ở đây bạn vẽ line, vẽ line dọc theo này, vẽ line dọc theo cái chiều này, đẩy xuống đây thôi. Thôi mình chỉ cần lấy cái bậc xiên của con ốc này thôi ha. Mình vẽ ra đây luôn. Rồi, đưa lên đây. Đặt về đây. Rồi, các bạn qua phần feature, mình chọn kiểu Revolve Cut ha. Đây. Đây, ví dụ tôi chọn Revolve Cut. Ở đây trục cắt của mình là cái trục chính giữa này đây ha. Chọn đây, chọn trục màu đen đây đây. Đây, chọn trục cắt này. Rồi, tôi tích ok. Xong. Ở đây là phần finish edit ha. Rồi. Sau khi bạn revolve cắt xong ha, các bạn thấy đây nó cắt chi tiết mình ra này. Và mình hiện cái mặt chính giữa nó lên. Cái giữa này nãy vẽ mặt top right đó. Bây giờ ở đây mình hiện cho nó mirror qua. Cho vào kích vào mirror. Rồi, kích vào mirror ở đây. Bạn làm tương tự như trong môi trường vẽ 3D dành cho bạc á, bạc thì cho chỉ cho bạc 3 thôi. Ở đây tôi cắt revolve, tôi kích vào cắt revolve này. Thì ở đây picture chọn cắt revolve. Lên tôi chọn cái front lên, top lên. Hay tôi chọn phần right lên ha.
Ở đây mình chọn luôn cái lên 1 ha. Rồi, kích vào mirror. Tôi chọn vào à, các bạn chọn vào cái Ryland của cái chi tiết mặt 3 ha. Cái này là Ryland trong cái phần assembly, nó không cho chọn ha. Bạn kích vào Ryland trong mặt 3, các bạn tích ok. Rồi, rồi chỉnh sửa xong các bạn tích vào phần phía này đây, tích vào đây ha. Ở đây các bạn, đây mình ẹp màu vào ha. Đây ví dụ đây tôi ẹp màu cho hai ngóc này lại ha. Rồi. Rồi các bạn nhấn Ctrl B ha, cập nhật lại, review lại. Vào đây ha. Rồi mình lấy chuột phải, mình chọn chế độ Isolate đây. Để mình coi cái chi tiết mình có sửa hay chưa ha. Đi đây các bạn thấy nó tự động phát chỗ này cho mình. Chế độ Isolate là chế độ chỉ cho xem cái chi tiết mà mình chọn ha. Ví dụ đây tôi chọn bậc 3 này. Hay Acid Isolate. Bây giờ tôi muốn xem cái Eto thôi, chọn Eto chỗ này thôi. Chọn cái bậc 1, đi cái chuột phải, chọn Isolate chỗ này. Đó là coi chi tiết này thôi. Xong rồi mình Acid đi. Xong bạn nhớ save. Đây à, mình save on thì tự động nó sẽ save cùng lúc ba cái chi tiết ba bạc này cùng trong một cái thư mục á, và nó save luôn cho mình hai cái ốc ở đây. Ở đây các bạn xỏ này ra, mình tắt tắt những cái đường center chỗ này đi. Exit. Rồi thì ở bài này tôi đã hướng dẫn bạn là vẽ này, rồi mình lắp ở những còn hai phần nữa thì mình hướng dẫn ở những video sau, mình hướng dẫn các bạn lắp hoàn chỉnh cái chi tiết Eto này ha.